Dạ em chào anh. Dạ em bên Kỳ Lân Luxury. Chào tất cả mọi người, em là Đức Dũng, nhân viên của Kỳ Lân Luxury. Thì hôm nay Kỳ Lân rất vinh dự khi được anh chị Tường thay lo ở tận Hội An có nhờ bên Kỳ Lân chuẩn bị một món quà chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh Hoàng Mập hết sức là ý nghĩa. Thì sau khi mà nghe được cái yêu cầu của anh chị thì bên Kỳ Lân Luxury đã nghĩ ngay đến món quà hết sức đẳng cấp, hết sức sang trọng. Đó là chiếc bút Vertu được Kỳ Lân Luxury chế tác hoàn toàn bằng vàng nguyên khối AU750 đính với những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, và kèm theo đó là giấy giám định của vàng và kim cương. Tiếp theo đó là thư cảm ơn của Kỳ Lân Luxury luôn đi kèm. Kỳ Lân Luxury đang chuẩn bị một món quà chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của một người anh của anh Kỳ Lân. Thì hôm nay anh Kỳ Lân đang đi công tác ở Hà Nội cho nên là không về kịp, nên là có bảo em chuẩn bị một món quà hết sức là ý nghĩa dành cho vợ chồng anh Hoàng Mập. Tất cả những món quà đã được Kỳ Lân Luxury chuẩn bị hết sức chu đáo và cẩn thận. Bây giờ mọi người cùng theo chân Kỳ Lân Luxury giao trực tiếp món quà này đến tận tay của khách hàng nhé. Đúng lúc di chuyển thì trời đột nhiên mưa rất là to, nhưng mà em vẫn phải tranh thủ để bàn giao kịp thời gian với món quà đầy ý nghĩa với anh chị. Cuối cùng cũng tới nơi rồi mọi người ơi. Bây giờ mọi người cùng theo chân em vào trong nha. Trời đang rất là mưa. Cô đang đợi anh Hoàng xuống mở cửa mọi người. Dạ em chào anh. Dạ em bên dạ em bên Kỳ Lân Luxury em trời ơi. Trời. Dạ, mưa mà. Trời ơi, đi xe tới đây luôn hả? Dạ dạ. Trời. Em từ bên rồi nhất qua. Hả? Còn có quà nữa hả? Dạ dạ. Thì cái này là của anh chị Tường Tyler ở Hội An, thì có gửi tặng anh. Có đặt một món quà trời ơi bên Kỳ Lân bên em. Dạ, gửi tặng anh. Dạ. Trời. Tôi chờ xíu, đang còn một món quà. Trời. Và đây là món quà của anh Kỳ Lân. Món quà đầy ý nghĩa, kèm theo đó là cả tấm lòng của anh. Do anh Kỳ Lân hiện tại đang đi công tác và không thể về được, anh Kỳ Lân có hẹn sẽ tạ lỗi với vợ chồng anh sau. Sự hạnh phúc vỡ hòa hiện hữu trên khuôn mặt của anh Hoàng. Và đây cũng là niềm vinh hạnh rất lớn đối với Kỳ Lân Luxury khi khách hàng đã tin tưởng tuyệt đối, giao trọng trách quan trọng cho Kỳ Lân. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip tiếp theo nhé. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.